Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn về thông tin của dòng xe Honda E-Blade 125-160 2025 ha. Thì vừa được ra mắt các bạn, nó cũng gọi là Honda cho ra mắt cái phiên bản mới, màu sắc mới. Và mình thấy đánh giá là cái phiên bản và cái màu sắc nó khá là đẹp luôn. Loại bỏ một số có đẹp có xấu, nhưng mà những tính năng trang bị động cơ của nó thì nó sẽ không có thay đổi gì nhiều nha. Thì bây giờ mà thêm phiên bản Honda được cái là hay thêm phiên bản để có nhiều mức giá nữa kiểu các bạn ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết để xem là chiếc Honda E-Blade 125-160 2025 sẽ có những cái phiên bản gì và màu sắc gì cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Tại vì nhiều bạn vẫn chưa nắm được. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói một xíu về màu sắc nha các bạn ha, và phiên bản. Rồi sau đó sẽ nói là cái xe nó sẽ phiên bản nào sẽ có màu sắc nào ha. Thì đối với phiên bản Honda E-Blade 125 phiên bản cao cấp nha các bạn, thì nó sẽ có màu bạc đỏ đen, bạc xanh đen. Còn đối với phiên bản 125 phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có màu xanh đen vàng. Còn đối với phiên bản mà 125 phiên bản thể thao thì nó sẽ có màu xám đỏ đen. 125 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có màu đen bạc và màu đỏ đen bạc. Qua tới phiên bản 160 phân khối thì phiên bản cao cấp sẽ là bạc xanh đen. 160 phân khối phiên bản đặc biệt sẽ có màu xanh đen vàng. 160 phân khối phiên bản thể thao sẽ có màu xám đỏ đen. 160 phân khối sẽ có màu đen bạc ha. Tiếp theo là về mức giá các bạn. Mức giá thì đối với phiên bản mà 125 phiên bản cao cấp nó sẽ có mức giá là 42,5 triệu nha. Đây là những cái giá từ nhà sản xuất đưa ra nha các bạn nha, từ hãng đưa ra đó. Rồi tiếp theo là đối với phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có mức giá là 43,190,000 đồng. Tiếp theo 125 phiên bản thể thao là 43,681,000 đồng. Tiếp theo là 125 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có mức giá là 42,000 thôi nha các bạn. 42,000 là phiên bản thấp tiền nhất của 125. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có 160 phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 56,700. Phiên bản thể thao sẽ là 58,400. Phiên bản đặc biệt là 57,900. Phiên bản cao cấp là 57,190,000 đồng. Đó thì các bạn hãy theo dõi về cái vấn đề giá bán và mặt và bảng màu sắc nha. Vậy thì nó sẽ có những cái thêm màu sắc nào, thêm phiên bản nào, và chiếc xe đó của các bạn và cái màu sắc cũ là sẽ loại bỏ những màu sắc nào để các bạn có thể nắm rõ hơn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai phiên bản hoàn toàn mới, đó là phiên bản thể thao màu xám đỏ với phiên bản cao cấp ở cả hai phân khúc là 125 160 phân khối. Những thay đổi ở phân khúc 160 phân khối, đầu tiên ở phiên bản đặc biệt chúng ta sẽ có màu xanh mới được phối với màu vàng đồng trông rất là nổi bật. Qua tới phiên bản tiêu chuẩn màu đen, chúng ta sẽ được thay thế phiên bản màu đen mới và nó sẽ trông khỏe khoắn hơn. Ngoài ra ở phiên bản tiêu chuẩn ở phân khúc 160 phân khối, hai màu đỏ xám và xanh xám đã bị loại bỏ, thay vào đó là phiên bản cao cấp màu xanh. Vậy là màu đỏ ở phân khúc 160 phân khối sẽ biến mất hoàn toàn nha các bạn ha. Qua tiếp phân khúc 125 thì ở phiên bản tiêu chuẩn á, nó sẽ có màu đỏ đen, chúng ta cũng sẽ được thay thế bằng màu đỏ xám với tem logo 3D cực kỳ nổi bật luôn. Tương tự như vậy thì màu đen xám ở phiên bản 125 này cũng được thay thế. Một điều đáng tiếc là màu xanh đen ở phiên bản tiêu chuẩn 125 sẽ bị loại bỏ đi, thay vào đó màu xanh sẽ xuất hiện ở bản cao cấp. Màu xám đỏ cũng là một sự lựa chọn được bổ sung cho phiên bản này. Rồi tiếp theo là về trang bị và động cơ của chiếc xe này ha. Đầu tiên là cái thông số kỹ thuật về cân nặng đi, thì 125 là 113 kg và 160 sẽ là 114 kg. Đối với mà cái thông số của cái giai động cao từ nhà sản xuất đưa ra thì mình thấy được là Honda E-Blade 125 160 có một tí xíu tinh chỉnh, gọi là khác biệt nhau tí xíu. Thì đối với chiều dài thì Honda E-Blade 125 nó sẽ ngắn hơn 3 mm so với 160, và nó sẽ rộng hơn 1 mm so với 160, và nó sẽ thấp hơn 160 ha. Đấy thì các bạn có thể thấy thông số trên màn hình nha. Còn về khoảng sáng gầm thì 125 nó sẽ thấp hơn 1 mm so với 160 phân khối. Về động cơ thì Honda E-Blade đều sử dụng động cơ là xăng 4 kỳ 1 xi lanh làm máy bằng chất lỏng. E-Blade 125 thì sẽ 8,75 kW tại 8.500 vòng trên phút, còn 160 sẽ là 11,2 kW tại 8.000 vòng trên phút. Honda E-Blade 125 nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 2,14 lít, còn 160 sẽ là 2,19 lít trên 100 km ha. Còn về những cái tính năng giống như phanh ABS thì cái đó phiên bản mà 125 mình sẽ không có phiên bản phanh ABS, nên là mức giá thành của nó sẽ thấp hơn so với 160. Đấy thì chốt lại một lần nữa, các bạn nhìn cái dòng xe Honda E-Blade mà những cái phiên bản màu sắc mới hiện tại bây giờ thì các bạn thấy là nó có đẹp hay không. Riêng mình thì mình thấy cái màu đen mà 125 mà phiên bản đặc biệt ngày xưa á,
Đấy, thì nó được thay đổi một màu đen khác thì mình cảm giác như là cái màu đen cũ nó sẽ đẹp hơn, màu đen vàng đồng sẽ đẹp hơn, đúng không các bạn? Còn những cái phiên bản như đỏ xám hoặc là xanh xám á, thì mình thấy màu đỏ xám cực kỳ đẹp. Mà một cái điều đáng tiếc hơn nữa là cái màu mà đỏ 125 các bạn, màu đỏ 125 á, là cái màu mà giống như màu đỏ candy á. Đó là cái màu mà mình cảm giác và mình cảm thấy là nó khá là đẹp luôn. Nó đỏ giống như là của cái màu đỏ của chiếc Mazda sau lưng mình nè. Đấy, các bạn thấy không? Giống màu đỏ nè, từ tươi nè. Thì bị loại bỏ cái màu đó đi, thấy khá là tiếc luôn. Và 125 phân khối á, nó cũng có thêm cái phiên bản màu màu xanh đen vàng các bạn, là cái màu mà giống như 160 mà phiên bản đặc biệt đó. Riêng mình thấy là đa số là những cái màu giống như là bạc đỏ đen của phiên bản cao cấp nè, đẹp nè. Rồi xám đỏ đen nè. Đó, ai mà phong thủy mà màu đỏ nhiều á, là người ta sẽ thích cái phiên bản 125 của Honda FS rất là nhiều ha. Rồi nào là xám đỏ đen của phiên bản thể thao ha, sau đó là màu đỏ bạc đen của phiên bản tiêu chuẩn nè. Đó, đỏ bạc đen thì cái màu này thì mình thấy là nó khá giống với cái màu đỏ của 160 phân khối ngày xưa các bạn, phiên bản cũ á. Đấy, thì không biết là các bạn đánh giá như thế nào ha. Tiếp theo là 160 thì nó cũng có màu bạc xanh đen nè. Nói chung bây giờ là màu bạc là thấy nhìn đang lên ngôi đó. Rồi nó sẽ có một số tính năng cơ bản giống như là sạc cổng sạc USB tay A ở trong cái cốp xe nè. Rồi nó sẽ có đèn LED đó, và dạo này thì anh em độ đèn LED Audi lên rất là nhiều. Đấy, thì về mức giá bán hiện tại của dòng xe Honda e-Black nha, mình cảm thấy là nếu mà từ hãng đưa ra những cái giá mà tầm giá nó khoảng là từ phiên bản tiêu chuẩn là khoảng 42 triệu cho tới cái phiên bản mà 160, phiên bản mà mắc tiền nhất của nó nha, 57 triệu 800 đến 58 triệu, thì nó cũng khá là cao các bạn nha. Còn cái phiên bản mà 160 và phiên bản cũ hiện tại bây giờ nha, thì nó đang có cái mức giá đâu đó khoảng tầm tại showroom mình là 63 triệu rưỡi. 63 triệu rưỡi cũng khá là cao. Và những chiếc xe này khi mình về tại phân khúc mà về tại showroom thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có cái mức giá nó xem với cái mức giá mình vừa nêu của phiên bản cũ. Đấy, cũng phải 60, 62, 61, 62 triệu cho những phiên bản mới này, hoặc là 63, 64 triệu. Đấy, thì nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn cái mẫu xe Honda e-Black phiên bản mới này không, hay là các bạn sẽ lựa chọn dòng xe Honda Vario 160 phân khối? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên đăng ký subscribe kênh của Vlog 61 để cập nhật thông tin nhiều hơn. Sắp tới thì mình sẽ có một cái series đi quay những cái dòng xe mà hiếm độc lạ cho các bạn, những cái dòng xe mà nhập khẩu đó và mắc tiền đó. Hàng Thái, hàng Ý, hàng này nọ, kiểu tất cả hàng độc lạ thì mình sẽ cập nhật cho các bạn, quay cho các bạn tại một showroom đó, để các bạn anh chị nào mà đang muốn mua những cái dòng xe mà sưu tầm mắc tiền rồi, kiểu hoặc là giống như hồi xưa mình quay xe cổ á, thì sẽ lựa chọn ha. Rồi thì bây giờ cảm ơn các bạn đã xem kênh Vlog 61. Các bạn đánh giá như thế nào về cái dòng xe mà Honda e-Black 125 160 2024 về màu sắc của nó, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn lại.